Đây, xin chào quý vị khán giả, hôm nay là ngày bắt đầu chuẩn bị rước xếp hàng nha mọi người. Cúng đình ở dưới đình tinh thể của mình, là xe sẽ rước xếp hàng chạy ngày nay. Trên đây sẽ có những đứa bé là giả hình mọi hình đồ là như là người mọi vậy đó mọi người, là rước xếp hàng. Hôm nay là hãy lên là từ đi toàn khu vực mình mới từ ở dưới đình mình mới chạy lên tới trên cái thằng con là đảo Mộng Chí về tới được mình mấy. Hai lần nữa cái này là đất nuôi sản, những đứa trẻ búa đồ rất là vui nha mọi người. Mọi người chào mình trong một buổi xéo nữa. Đây, xe bắt đầu đi về mọi người, có là mình đi kỹ. Đây, xe bắt đầu đi về, tôi đón có những người rồi. Đây là nước thằng nha mọi người, trong đó có các em học sinh, nước thằng cung đình. Đây, mọi người đi theo rất là đông luôn mọi người, cổ vũ cũng tinh thần, tinh thần tinh mình mấy rồi mọi người. Đây bắt hồ đi trước nè mọi người, đây để rất thần bình mỹ. Rất là vui nha mọi người. Đây là cái chiếc xe này là để rước xếp hàng. Xe này lên đồ mọi. Đây. Đây tiếp mọi. Những xe đi theo coi. Còn rất nhiều xe phía sau nữa nha mọi người. Đây. Ban đêm chạy đèn đồ rất đẹp. Đây những là những đoàn xe, mỗi một ấp là đại diện một chiếc xe nè mọi người, bởi vì cũng định quê mình rất là vui. Ấp Bình Tân, ấp Bình Tân là ấp mình luôn nha mọi người. Địa điểm này đoàn xe của mình sẽ bắt đầu quay đầu lại nha mọi người. Tới địa điểm là cây xăng Tân Văn Hến. Đây đoàn xe của mình là sắp bắt đầu tiến tới rồi mọi người.
ruộng mùa hè chỗ rất đẹp. Còn nếu anh cung đình của mình đó bắt đầu rồi đó, cháu quay đầu lại ngay gian chỗ này luôn. Ra tay đó, rất vui nha mọi người. Đỡ ngày ngày dịp cung đình này, đây các em nữ học sinh. Đóng để rớt bình thường nha, rớt sát thần nha. Đây là mỗi một chiếc xe là đại diện cho một ấp nha mọi người. Xem số đây. Đây là mỗi một xe đại diện cho một ấp. Một xã mình có bao nhiêu ấp là có bao nhiêu xe. Sau đây mình sẽ tập xe những xe này đảo rồi, sau đây mình sẽ tập trung ở đây. Té ghế luôn. Lấy ra cái một rồi xe cấp người ta đi tiền để trở ngại giao thông lâu. Một chiếc xe là đại diện cho một ấp, ấp Bình Trung đó mọi người đó. Rồi, ok. Ấp Bình Hưng. Ấp Bình Chánh 1. Mỗi một xe đại diện cho một ấp. Rồi. Đây là đình làng. Hôm nay là cúng đình nè. Bắt đầu là những xe sẽ quay về đây nha mọi người. Quay về tại chỗ này. Cúng đình quê mình rất là vui nha mọi người. Và mọi người ai cũng đều mến khách hết. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt.